Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Honda Way nâng cấp chất dưới đất cất đi cùng với một cái biển số kịch độc. Cái chiếc Way đời hôm nay ngoài mang cho mình nhiều món đồ chơi đặc sắc thì được người chủ của nó là có một cái biển số kịch độc. Một quả biển số vô cùng hoàn hảo, kỳ mặt phong thủy, nhưng đâu giá trị chiếc xe hơn bản. Có thể biển số này chính là lý do được người chủ quyết định chọn cho em máy nó đẹp hơn. Khi có sự cấp mặt cùng thắng Rebel Asics Costa, đèn tay lái của chiếc Way hôm nay đẹp hơn, lưu bình hơn khá nhiều. Nhưng do bản thân mang kích thước hơi bị lớn, khi gắn vào chắc chắn phải cắt cọc áo để vừa vặn với cụm thắng này và trang bị thêm cái bình dầu trong suốt phía bên trên. Phần yếm bẩn mặt nạ của chiếc Way hôm nay được người chủ tháo hoàn toàn, tăng thêm cái độ gọn gàng, gấu hơn cho mặt tổng thể. Chưa kể còn khoe được cái cây chịu lực sườn Matrix sắc sảo, món đồ chơi đem đến cái độ ổn định cao cho phần tay lái khi vận hành tốc độ cao. Cái dàn chân của chiếc Way hôm nay chắc chắn làm anh em thích thú với những cái sự cứng cáp đẹp mắt, đến từ nước nhôm rất là chất lượng đi cùng bộ niềm là Exit ASEAN. Dàn chân trước hệ thống thắng được nâng cấp hoàn thiện với heo của anh Chobrit Hybrid kết hợp đĩa thắng của Honda LS 105, rất là bắt mắt và có hiệu suất thắng khá ổn định. Còn động cơ của chiếc Way hôm nay được phủ kính bởi những chi tiết nắp CNC sắc sảo, nó vừa trở thành một cái điểm nhấn mà còn hỗ trợ quá trình tản nhiệt hiệu quả hơn, ưu việt với cái sự hỗ trợ phủ sóng dày với những chi tiết lưới tản nhiệt dày đặc. Phục chúng biết sao, một cái dòng sản phẩm tương tự như Holin đình đám gắn một cách là hoàn chỉnh lên xe, tăng thêm chút thẩm mỹ với một cái bộ chén phục CNC. Nếu các bạn đang tìm kiếm nó trên thị trường hiện nay, nó cũng có mức giá khoảng 15 triệu. Kết quả biển số của chiếc Way hôm nay là cái sự trấn thủ của hai cái con số 9 ngay phần đầu và phần cuối, đi cùng với con số 8 đẹp mắt ở giữa, hẹn sẽ đem lại cái sự phát tài phát lộc lâu dài cho người chủ và cho anh ta gặp được rất nhiều bông hoa trong cái sự nghiệp làm ăn. Quiro chọn kiển với những món đồ chơi cực kỳ tinh tế. Cái con Quiro hôm nay sở hữu một cái bạn tên là Minh, đến từ vùng đất biển Nha Trang. Bằng cả tấm lòng tâm huyết của mình, anh ta đã biến cái con Quiro nguyên bản trở thành một phiên bản cao cấp, đến từ màn hình cho đến phần chức năng. Ngay phần nhựa tay lái, chúng ta thấy cái sự thẩm mỹ rất nhiều khi lắp đầy chỗ trống bằng cái cụm thắng của Rainbow Asics Costa. Loại cụm thắng không chỉ nổi tiếng được thắng mạnh mẽ mà còn nhớ về những cái núm chỉnh NSTA tùy theo từng nhu cầu khác nhau của người chủ. Châu nuôi cụm thắng này đã được chứa bởi bình dầu Bonamchi gọn gàng vô cùng. Cái cụm zin đã bị loại bỏ, thay thế bởi nó vào cái cụm của Bixit bên phải và cụm của CB600F bên trái. Kép người chủ câu rất nhiều tính năng như bá xin, đèn ưu tiên, đặc biệt nhấn nhá là cụm công tắc mở đèn cụm zin của cái dòng loại Varo không bao giờ có. Cái cụm con đối với em vốn đã được trang bị trên các mẫu con tay và phần khối lớn, nay được anh chủ tận dụng để điều tiết thắng đùm mũi sao. Vẻ ngoài của nó trông cực kỳ lạc với cụm thắng của Rainbow Asics Costa bên kia. Con chen chân này khuyến rũ hơn với cái mầm Race Boy, cái bản dành riêng cho Ravaro với tâm màu vàng đồng, giá thị trường hiện nay đâu đó dưới 3 triệu. Trên mâm trước có sự hiện diện lòng đĩa CNC dùng để cố định cái chiếc đĩa của Winner. Cái đĩa này sẽ hòa hợp cùng với con heo của Rainbow logo đỏ, mang đến cái hiệu sức thắng trên cả tuyệt vời. Ẩn nắp mặt tổng thể trắng tinh khôi là cây phục Holin xịn sò màu đen, trở nên cứng cáp hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, ngoài cái lực lưỡng thì chúng ta thấy cái hiệu năng nhúng của nó cũng rất là ổn định. Hơn nữa, có thể tùy chỉnh sao cho phù hợp với từng nhu cầu khác nhau. Cây phục này được bán mức giá khoảng 8 triệu rưỡi. Và đây đặt vào mắt anh em Longbow 4 Road cái đời là 2001. Với đây là cái đời là 2011 với cái đặc trưng là âm thanh rất là trầm ấm. Nó được gắn bởi một cái đoạn cổ titan sặc sỡ. Người chủ rất là chịu chi khi để con xe dậm như thế này. Cảm ơn các bạn đã giải đích mình được chi tiết, nhớ like và subscribe.